Chào các bạn. Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một chút. Hôm nay thì mình sẽ chơi đàn ít thôi. Chủ yếu là chia sẻ với các bạn một chút những cái kinh nghiệm. Thứ hai nữa là những cái thắc mắc mà những cái câu hỏi lớn mình tập trung vào đó là giải quyết về cái hướng đi. Ok. Hướng đi trong quá trình chơi guitar. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được nhiều những cái câu hỏi của các bạn, bởi vì mình có trong video của mình bao giờ mình cũng gắn cái link Facebook ở trên đó, thì các bạn cũng có hỏi mình, nhắn tin hỏi nhiều thì có nên như thế này nên như thế kia. Thứ nhất là gì, nhiều bạn là nhắn tin bảo là tôi muốn chơi đàn hay, muốn chơi đàn làm sao cho nó tốt lên, làm sao nào cho nó hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là gì, các bạn muốn một thứ đó là muốn chơi kiểu ăn sổi, chứ tôi chỉ muốn bài này thôi, tôi chỉ muốn chơi bài này thôi, bạn có cách nào chỉ cho tôi chơi một bài này không? Trời ơi, tại sao chúng ta không 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 suy nghĩ rằng là chúng ta học một cái gì đó, ví dụ như có cái câu mà gì nhỉ, cho người nghèo các bạn, cho người ta đừng cho tiền cho người ta trực tiếp, thì người ta sẽ đi mua nhằng 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 bắt người ta ăn hết cái thức ăn hôm đó, sau đó người ta lại đi chìa tay xin tiếp, đúng không? Thì tại sao các bạn không đưa cho họ một cái phương án nào đó, ví dụ như là đưa cho người ta cái cần câu để người ta tự đi câu, người ta có thức ăn người ta ăn, thì học đàn nó cũng vậy đúng không? Thì các bạn phải đi cái gì, các bạn phải đi tập được những cái nền tảng kỹ thuật. Thứ hai nữa là kiến thức về âm nhạc, đã học nhạc liên quan chơi nhạc guitar, chơi guitar là chơi liên quan âm nhạc rồi các bạn, nó liên quan nhịp phách, liên quan đến định nghĩa, liên quan đến mọi thứ, thì các bạn phải cần phải làm gì, phải để hiểu được bản chất của âm nhạc chứ, đúng không? Muốn chơi nhạc nhưng không muốn hiểu bản chất của âm nhạc, chỉ muốn chơi vui, để chơi đúng một bài để đi uống rượu, đi ngồi nhậu với các bạn bè mình chơi bài đó thôi, một bài thôi, thì các bạn làm sao mà phát triển được, mà các bạn cứ đòi hỏi đúng không? Đó, cái này là rất rất nhiều bạn có tư tưởng như thế nha. Các bạn luôn luôn lấy một cái lý do vô cùng lớn, đó là gì? Tôi không phải là người chuyên nghiệp, tôi chỉ chơi để vui thôi. Đó. Bây giờ các bạn muốn vui nhưng mà các bạn không chịu học một cách cơ bản, thì các bạn đòi hỏi làm gì? Đó, vứt đàn đi thôi. Ở trên mạng nó rất nhiều người chơi hay, nhiều người chơi rất hay. Đó. Lên đấy nghe thôi. Đó. Nghe thôi. Cần gì phải chơi nếu nó có tư tưởng như vậy đúng không? Còn nếu như chúng ta đã vừa muốn nghe, vừa muốn chơi được thì buộc chúng ta phải tập luyện. Tập luyện về kỹ thuật này. Thứ hai nữa là có kiến thức về âm nhạc, hiểu về âm nhạc, hiểu về bản chất của âm nhạc. À, bản chất của âm nhạc nó là gì ạ các bạn? Bản chất của âm nhạc là gì? Chơi nhạc phải có nhạc cảm. Nhạc cảm là phải có nhịp phách này, có hiểu về âm giai, hiểu cảm cảm thụ được âm nhạc, nói chung là cảm thụ, biết cảm thụ được âm nhạc. Đó, đấy là điều chúng ta cần nhất. Nhưng mà các bạn chơi nhạc mà các bạn cứ bảo tôi chả có cái năng khiếu gì âm nhạc. Tôi chia sẻ với các bạn một cái như này nhé. Nhiều bạn chơi đàn bảo là chơi một đoạn hợp âm này, hợp âm kia, bảo là tôi không có năng khiếu với âm nhạc, tôi không học được. Nhưng mà xin thưa với các bạn là cái việc mà chúng ta tập bấm hợp âm ấy là nó không phải không thuộc về dạng năng khiếu nha. Nó thuộc vào dạng mà các bạn vận động. Đó. Cái này không cần có năng khiếu đúng không? Bấm hợp âm cần gì có năng khiếu đúng không? Cái tay các bạn chỉ cần luyện tập bấm được hợp âm, nó là vận động đó, thì nó thuộc ở dạng là vận động chứ không phải là năng khiếu đâu các bạn. Năng khiếu là nó nằm ở cái gì? Năng khiếu nó nằm ở cái cảm thụ về âm thanh, âm nhạc, cảm thụ về cao độ, cảm thụ về nhịp phách. Đó, cái đấy mới gọi là thuộc năng khiếu. Đấy. Còn những cái kỹ thuật mà tập này,
cái này nó thuộc về cái gì? Năng khiếu, không phải là năng khiếu, nó thuộc về cái khả năng vận động của mọi người. Đó, chúng ta phải phân biệt rõ ràng như vậy. Chứ không phải là tôi không chơi được các hợp âm này, tôi không chơi được cái mẫu luyện ngón này là tôi do tôi không có năng khiếu, không phải nhá. Đừng hiểu như thế nhá. Ok. Đó. Mình có những cái phương pháp mình cũng chia sẻ nhiều. Các bạn muốn nâng cao khả năng về cảm thụ về âm thanh, âm nhạc thì các bạn nên đọc xướng âm và tìm hiểu về nhạc lý. À, những cái cuốn sách này mình có nhá. Nếu các bạn cần những cuốn sách như vậy thì các bạn có thể liên hệ với mình. Xướng âm, các cuốn xướng âm. Thậm chí là mình có thể hướng dẫn các bạn đọc xướng âm luôn. Đọc thế nào chuẩn nhất luôn. Đọc đúng cao độ, đọc đúng tiết tấu, cách gõ tiết tấu luôn. Thì các bạn biết được hiểu tiết tấu. Ví dụ mình có một cái đoạn nhạc. À, ví dụ Do re mi fa son la si do thì các bạn đọc được cái cao độ như vậy và các bạn cũng áp dụng đúng cái tiết tấu như vậy vào đàn của mình để mình chơi luôn. Ví dụ đấy được luôn đúng không? Ví dụ la si do re mi fa son la si do re mi fa son đó, la son fa mi re do si la đó, nó như thế. Chúng ta phải làm được cái đó, đánh đúng tiết tấu mọi thứ, đọc đúng cao độ, đọc đúng tiết tấu. Mình có thể hướng dẫn cho các bạn đọc xướng âm. Xướng âm là nó giúp cho các bạn giải quyết được cái việc cảm thụ về âm nhạc đó, nghe được hợp âm đó. Ví dụ bọn mình biết chơi đàn thì mình chỉ nghe một bài không đến 30 giây mình có thể bắt được tông của nó, bắt được hợp âm của nó là như thế nào luôn. Các bạn hát cho mình một câu hát, một bài hát mà mình chưa bao giờ nghe, mình cũng có thể đệm được nó. Chỉ việc các bạn hát nghe lại một vài lần thôi. Đó thì bọn mình sẽ làm được việc đó. Bởi vì tại sao nó có khả năng đấy? Đấy bởi vì nếu đã học thì mình sẽ được học về ký xướng âm. Đó. Thì các bạn sẽ làm được. Thứ hai nữa là gì? Mình có những cuốn sách về nhạc lý cơ bản. Nó sẽ giải quyết cho các bạn các cái khâu như là như thế nào gọi là nhịp, như thế nào gọi là phách. Đó. Như thế nào là tông, như thế nào là giọng. Ví dụ, tại sao người ta gọi là tông đô trưởng, tại sao người ta gọi là tông son trưởng, tại sao người ta gọi là dấu thăng, tại sao lại có dấu dáng đó, hay là gì, giải quyết cho các bạn các cái vòng các bạn hay gọi là vòng 1 3 5 7, các cái bậc hay là cái cung cung. Ví dụ từ la si này, la đến si là một cung này, la si đô, si lên đô là nửa cung này, tại sao lại có những cái câu như vậy. Thì có cái cuốn sách nhạc lý nó sẽ giúp các bạn những cái việc đó đó. Đó, chúng ta sẽ giải quyết được những cái việc đó. Thì các bạn cần những cuốn sách đó thì hãy liên hệ với mình qua đường link Facebook nhé. Ở tất cả các video của mình đều có cái đường link Facebook ở bên dưới, các bạn cần thì mình sẽ hỗ trợ các bạn đó. Thậm chí là các bạn cần cần học về cách đọc xướng âm hay là không hiểu về các cái thuật ngữ các cái ở trong nhạc lý thì cũng có thể liên hệ với mình sẽ có sách và có cách hướng dẫn cho các bạn học đó. Ok, mình hy vọng là các bạn tìm cho mình được một cái hướng đúng và giải quyết được những câu hỏi. Tất nhiên là mình chia sẻ hôm nay chỉ là một cái góc rất là nhỏ thôi. Chúng ta còn rất rất nhiều những cái góc khác ở trong âm nhạc nữa. Thì các bạn thắc mắc cái gì cứ nhắn tin cho mình và hỏi. Mình sẽ giúp các bạn trả lời một cách cặn kẽ và trong phạm vi mà mình hiểu được. Nha, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.